Xin chào bạn, ngày nay mình sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục cái lỗi các máy chạm không thể connect vào được những cái máy in mà xe từ cái máy chủ. Sau khi các bạn mà đã sử dụng rất nhiều cách rồi mà nó vẫn không được, từ là kiểm tra lại tên máy chủ này, kiểm tra lại IP này, tắt từng nửa này, chí là cài lại driver này, và thậm chí là đã tìm những cái xe printer là tắt hết đi, nhưng mà vẫn không thể kết nối từ những cái máy chạm vào được cái máy chủ, máy in, nó vẫn báo fail. Thì các bạn hãy làm theo cách của mình nhé. Thì cái lỗi này thì nó vừa xảy ra vào tháng 9 năm 2021 vừa rồi thôi. Đầu tiên thì các bạn bấm tìm cho mình cái control panel nhé. Ok. Đấy, nếu các bạn nào chưa để cái control panel ở desktop thì vào 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 cái tìm kiếm để tìm kiếm cái này, thì các bạn bấm nút Windows, cửa sổ Windows ấy, lấy chữ S ấy, hiện ra các bạn gõ control panel vào thôi. Tiếp theo thì tất nhiên là cái này là mình phải thực hiện trên máy chủ nhé, chứ không máy chạm, nó máy chạm không ảnh hưởng gì, cái này là do máy chủ đấy. Các bạn vào cái mục install cài đặt ấy, và vào mục view install update nha các bạn. Rồi các bạn tìm cho mình cái bản update mới nhất thì thường thì nó sẽ là đây, các bạn tìm theo tên ấy, trong ngày ấy thì nó sẽ ra cái bản update mới nhất, thì trong đó có cái update Microsoft Windows này, KB5003311 đó, thì các bạn gỡ đi cho mình nhé. Bạn bấm vào đây và uninstall đó, các bạn gỡ đi. Uninstall xong thì nó, sau khi nó gỡ xong ấy, hoặc các bạn có thể gỡ một vài những cái update gần nhất trước những cái hôm mà bắt đầu mà máy in không in được ấy. Đấy, thì nó sẽ có vài 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 cái update, thì các bạn gỡ đi, gỡ hết được. Gỡ này không ảnh hưởng gì các bạn, nó chỉ là cái bản cập nhật của Windows thôi, sau này nó có bản vá thì mình có thể update sau. Thì bạn bấm chuột phải và bạn uninstall đi. Uninstall một lúc thì nó sẽ yêu cầu các bạn khởi động lại Win, khởi động lại Win, bởi vì các bạn gỡ update mà, nó sẽ khởi động lại Win, và một lúc sau nó khởi động lại xong thì máy của bạn trở về bình thường ấy, thì các bạn sẽ join lại lại từ cái máy phụ, máy 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 client ấy. Những cái con máy tính khác thì bạn join, bạn join xe print bình thường và nó sẽ kết nối lại được. Đó, đó là cái lỗi mình sẽ khắc phục cho các bạn sau khi các bạn dùng một loạt những cái biện pháp khác nhưng mà vẫn không khắc phục được. Đấy là một cái mà mình dạy các bạn nha các bạn. Chúc các bạn thành công. Chào mừng bạn đến với Smart Review. Đây là kênh chuyên review sản phẩm công nghệ, giới thiệu cập nhật, đánh giá, chia sẻ trải nghiệm thiết bị công nghệ mới nhất hiện nay. Smart Review mong muốn đem lại những video giúp các bạn lựa chọn được sản phẩm ưng ý nhất. Ghé shop chúng tôi tại website smart24h.vn để tham khảo thêm nhé. Và đừng quên bấm theo dõi kênh để cập nhật nhiều video mới nha. Chân thành cảm ơn các bạn.